Xin chào, đây là Dino. Và hiện tại thì mình đang ở phía đầu dây chuyền. Có quá nhiều điều mà mình muốn cho mọi người xem. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ vào vlog. Đó là những thông tin mà chúng ta sẽ bắt gặp khi mở kênh riêng của Dinology. Nhưng đằng sau những con số này thì anh thật sự là ai? Vì sao Dinology bắt đầu hành trình này? Và khi mà anh đi làm marketing ấy, thì anh thấy rằng là cũng không thỏa mãn cái nư của anh. Thế là anh bắt đầu làm nội dung trên Facebook là Ngọt Ngon by Dino thời đấy. Đâu là những khó khăn mà anh đã từng phải đối mặt? Anh thấy xấu hổ bởi vì là mình không đi theo đúng con đường mẹ đã vạch ra cho mình. Nên là anh phải cố gắng rất là nhiều, nỗ lực rất là nhiều cho tới khi mình phải chứng minh bằng một số thành tựu nhất định. Nhà sáng tạo nội dung này có triết lý làm việc. Bởi vì em làm tiếp, em sẽ làm tốt hơn, em sẽ làm tốt hơn nữa, và em sẽ làm tốt hơn nữa. Và chăn trở gì về công việc? Nếu mà mình đưa sản phẩm tới nhiều người hơn ấy, thì mình đang góp phần làm cho cái thế giới này nó diệt vong nhanh hơn. Cuối cùng, quan điểm của anh về chuyện trở thành nhà sáng tạo nội dung ở thời điểm hiện tại là gì? Để bắt đầu nó không phải là một con đường như kiểu bê tông xong rồi lát rồi cứ phẳng phải đi. Nó sẽ là một con đường như kiểu trèo đèo lội suối một tí. Cái này anh không đồng ý quan điểm em nhé. Chết rồi. Camera tắt ở đây. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong tập The Creator X YouTube ngày hôm nay. The Creator X YouTube là chương trình nhằm kỷ niệm 10 năm nền tảng YouTube chính thức hoạt động tại Việt Nam do Spider Room và YouTube hợp tác thực hiện. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với The Creator. Hôm nay thì là một ngày rất là đặc biệt bởi vì mình đang xuất hiện ở trong thành phố Hồ Chí Minh và như các bạn nhìn thấy thì mình đang có mặt ở trong nhà của anh Dino để quay tập The Creator. Cái mở đầu này nó cũng hơi đặc biệt một tí bởi vì đây là mở đầu thứ hai mà chúng mình phải thực hiện. Mở đầu thứ nhất sau khi đã quay được khoảng 50 phút rồi thì có sự cố kỹ thuật. Có sự cố kỹ thuật được gây ra bởi một thành viên cũng rất là đặc biệt. Đó chính là Michu, chú chó của mình. Và xin chào mọi người, mình là Dino. Rất là vinh dự hôm nay được mời Creator đến nhà. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà mình có một cái set sản xuất. Có nghĩa rằng là mọi người sản xuất ở trong nhà mình. Và mình muốn mang lại cái cảm giác thoải mái nhất. Chào mừng các bạn đã đến với nhà của Dinology. Và một điều anh chưa từng nói với Linh, đó chính là anh xem Creator từ tập đầu tiên. Ồ, thật ạ? Từ tập đầu tiên, từ khi mà anh nhìn thấy sự xuất hiện của Linh ở trong một cái kênh mới, một vai trò mới, thì anh thấy là cái tên đặt là The Creators. Thì đến bao giờ mình sẽ được lên đây? Thì anh đã nghĩ như thế. Và rất là vinh dự khi hôm nay là anh đã được chính thức lên The Creator. Ôi, anh nói thế anh sẽ khiến em cảm thấy hơi áp lực ấy. Em là một người rất là dễ cảm thấy hồi hộp. Và khi mà em hồi hộp là kiểu mặt em sẽ đỏ cả lên. Lần trước quay The Reviewer là em có đang nói chuyện, xong tự nhiên em chia sẻ một cái rất là cá nhân, một kiểu nó liên quan đến cảm xúc của mình một tí, xong tự nhiên mặt em đỏ bừng lên và toàn bộ set quay phải dừng lại 20 phút chỉ để em đứng trước cái điều hòa và cho em cool down. Nhưng mà anh không biết cái này có làm em nóng hơn hay không, nhưng mà bởi vì anh là một trong những khán giả rất là trung thành của phê phim trước đây, nhưng mà là phải nói rằng là một khán giả trung thành của Linh. Bởi vì là đến bây giờ anh nghe giọng Linh là anh biết là Linh, và anh đã từng xem rất là nhiều những cái lập luận rồi gọi là nhận xét cái quan điểm của em. Và một trong những cái mục tiêu của anh ấy là được gắn kết hơn với cộng đồng sáng tạo. Và việc mà được ghi nhận là một thành viên trong cộng đồng sáng tạo bằng việc là lên The Creator, đấy là vinh dự của Ôi, anh. Em rất cảm ơn anh và em sẽ cố gắng không làm anh thất vọng bởi những câu hỏi mà em đặt ra trong buổi ngày hôm nay. Ok, vậy thì để bắt đầu lại một chút thì em muốn đặt câu hỏi là 7 năm trước, điều gì đã khiến anh bắt đầu mở kênh YouTube Dinology? Thì có lẽ là anh sẽ ngược lại cái thời gian trước đấy một chút. Vâng. Là từ hồi anh còn nhỏ, mọi người đều biết rằng là anh sinh năm 92 ấy, là cùng tuổi với cả những cái YouTuber đời đầu như là JVFMI, tượng đài rất là lớn, Huy Me, An Nguy, Toàn Sinoda. Thì cái thời mà khi mà anh khoảng 17-18 tuổi ấy, là cái thời mà Internet bắt đầu bùng nổ ở Việt Nam, là cái thời hậu của Yahoo 360. Mà bắt đầu sang YouTube thì anh nhìn tất cả những bạn đó làm YouTube, đó là một cái ước mơ cực kỳ lớn với anh. Bản thân anh là một người rất là đam mê chia sẻ. Anh mà đi học lớp 1, lớp 2, anh học được cái gì mới ở trường là vì anh phải dạy lại bố mẹ anh. Nghĩa là mẹ ơi, hôm nay con đã học được phép nhân phân số. Mẹ thấy thế nào? Thế mình dạy lại. Mình rất là đam mê chia sẻ và mình thấy rằng ôi sao các bạn ấy được chia sẻ những cái gì các bạn biết. Cái nghề này nó ngầu khủng khiếp luôn. Và anh nhớ kỹ nhất đó chính là thời du học sinh Mỹ bắt đầu làm YouTube. Và bạn ấy có một cái video khoe là bạn trở thành YouTube partner. Và thời đấy một đứa trẻ ở Việt Nam như anh nhé, không được đi du học,
không có điều kiện đi du học và cũng không có điều kiện để sở hữu cho mình một cái camera hay là một cái gì đấy có thể thu hình mình lại như bây giờ. Bây giờ các bạn không cần camera, các bạn cần điện thoại thôi. Nhưng mà thời đấy không có một cái gì hết. Thì anh nghe YouTube Partner xem qua chiếc màn hình kiểu CRT 17 inch. Messi, CRT, màn hình CRT là màn hình máy màn tính hình, màn hình máy tính mà nó dày. Xong nó lồi ra. Okay. Thì đấy anh xem du học sinh Mỹ qua màn hình CRT. Là bạn khoe bạn là YouTube Partner. Mình bảo YouTube Partner là cái gì? Thế anh bắt đầu anh tìm hiểu về YouTube Partner. Thế anh thấy ra ồ, hóa ra là mình làm nội dung, mình quay trên mạng, mình được YouTube trả tiền cho mình as a job. Wow. Thật sự là dream jobs. Chia sẻ những gì mình biết và kiếm được tiền từ đấy và có ích cho cộng đồng. Thật sự là một ước mơ. Thật sự là một ước mơ luôn. Xong rồi đến cái thời mà các anh có ba anh Trung Quốc, xong rồi hát nhép, xong là cái video đấy nó siêu nổi tiếng và nó khiến cho Google mua lại YouTube ấy. Thì đến cái thời đấy bảo wow, đây đích thị là ước mơ của mình. Mình muốn trở thành YouTuber. Nhưng mà với một đứa trẻ học ở Việt Nam như anh, cấp 3 học ở Việt Nam, thì gia đình cũng không phải là gia đình siêu có điều kiện để mua camera, xong rồi mua những cái máy tính mà đủ cấu hình để có thể edit video. Không biết tất cả những cái đấy là gì. Thì ước mơ nó chỉ là ước mơ thôi. Thì bẵng đi một thời gian thì anh đi học. Và rất là bình thường, học đại học ở Việt Nam tất cả rất là bình thường. Thì đến khi ra trường thì anh bắt đầu đi làm. Đi làm thì anh học Enterprise Management, là học về quản trị kinh doanh. Xong rồi anh thấy chán quá, anh học cả tài chính ấy cũng thấy chán quá. Tất cả những cái đấy đều rất là chán với anh. Nghĩa là anh là một người rất là giỏi về numbers, số má, nhưng mà anh lại rất là ghét công việc về số như thế. Anh cần làm gì, cái gì để sáng tạo hơn. Và trong trường kinh tế, trường kinh doanh ấy, thì chỉ có mỗi marketing là gần với sáng tạo nhất. Và anh quyết định anh đi làm marketing. Và khi mà anh đi làm marketing ấy, thì anh thấy rằng là cũng không thỏa mãn cái nư của anh. Nghĩa là vẫn có sếp bảo mình thế này là đúng, thế này là sai. Cái sự sáng tạo của mình nó vẫn bị bó hẹp theo khách hàng hay sếp. Thế là anh bắt đầu làm nội dung trên Facebook là Ngọt Ngon by Dino thời đấy. Thời đấy thì rất là shy, không bao giờ quay mặt mình hết. Chỉ quay lại các cái thao tác nấu ăn. Và làm được vài ba năm thì đến cái thời bắt đầu nghĩ rằng là mình cần phải chuyển qua YouTube, mình cần xuất hiện. Và đây có lẽ là cái thời điểm mà mình thực hiện ước mơ 6-7 năm trước của mình mà mình chưa từng thực hiện được. Thế là anh bắt đầu làm YouTube. Và ban đầu thì làm lười lắm, cho tới khi một cái cột mốc cực kỳ quan trọng mà có lẽ là những bạn mà theo dõi Dinology đều thấy, đó chính là cột mốc anh gặp chị Giang ơi. Thì lúc đấy anh đã quyết tâm là dù mình đã già rồi nhưng mình có thể theo đuổi cái ước mơ mà năm xưa mình có. Và anh nghĩ rằng nếu mà bây giờ mọi người hỏi, anh tự hào anh là YouTuber thế hệ thứ hai. Second generation. Vậy thì cái nhu cầu được sáng tạo và làm những công việc liên quan đến sáng tạo nó có phải là một thứ anh đã có từ khi anh còn nhỏ không? Hay là nó là một cái hình thành? Và tuổi thơ của anh đã tạo ra cái sự ham muốn được sáng tạo như thế nào? Thực ra thì anh rất thích sáng tạo khi mà anh còn nhỏ luôn. Anh thích create thứ mới. Sáng tạo ở đây là cái từ về sau nhé. Còn hồi đấy nhá, anh thích làm ra cái gì đấy mới. Có nghĩa là hồi mà anh còn nhỏ chưa có một cái gì hết thì anh rất là thích chơi Lego. Có nghĩa là siêu mê chơi Lego. Và Lego mà mua về một bộ nó hướng dẫn nó lắp ấy, là anh lắp xong anh rất là chán. Có nghĩa là anh phải ghép nhiều bộ lại để lắp thành những cái khác. Giống hết em chỉ lắp theo đúng cái mẫu của người ta đúng một lần, đúng xong không? Sau đấy em sẽ ghép tất cả bọn nó lại. Và em lắp phi thuyền, em lắp kim tự tháp, em lắp kiểu mấy cái xe bay các thứ do em nghĩ ra. Đấy là mình phải chế lại thì đúng. Mình mới thấy đã. Xong rồi đến việc mà nấu ăn chẳng hạn, có nghĩa rằng là thấy mẹ nấu ăn hàng ngày, xong rồi anh kiểu thời đấy là chưa, bây giờ không có cookbook hay là video nấu ăn, cooking video như bây giờ đâu. Là anh bắt đầu anh mò mẫm là ở Việt Nam, gia đình Việt Nam bình thường làm gì có lò nướng bánh. Thế là anh bắt đầu anh làm pancake rồi các thứ. Có nghĩa là anh rất thích tạo ra cái gì đấy mới. Xong thậm chí anh thích làm mộ cho những con mèo đã chết của anh. Mang nó ra chôn xong rồi đắp cái nấm mộ lên. Xong rồi làm những cái việc như người lớn đang làm. Có nghĩa là anh thích tạo ra, create một cái gì đấy mới. Thì anh rất là thích sáng tạo. Tuy nhiên là em biết là với một gia đình rất là trung lưu bình thường ở Việt Nam vào cái thời điểm đấy, thì để cho con đi theo một cái gì sáng tạo là một cái điều không phổ biến. Nên là bố mẹ sẽ bắt là phải học hành một cái gì đấy bài bản để lớn lên thi đỗ đại học. Thi đỗ đại học xong kiếm một công việc ổn định để có tiền để nuôi được bản thân. Nghĩa là bố mẹ thì sẽ bắt mình học tất cả những trường chuyên, học toán lý hóa để sau này chắc chắn là con sẽ phải thi đại học để đảm bảo cho con một cái chặng đường vững chắc. Để có một cái nghề vững chắc. Nên là anh cứ đi thẳng tưng tất cả những con đường đấy, học Chu Văn An, học lớp chọn hóa, sau đó là
bố mẹ thấy giỏi hóa, giỏi sinh thì con có hai lựa chọn, một con thi trường kinh tế hay con thi trường y. Thế là anh học sinh rất là nhiều và anh đủ điểm vào y học cổ truyền. Thì đấy, con đường nó như thế, nghĩa là mọi người sẽ nhìn thấy những cái nghề rất là cơ bản. Và cái giấc mơ hay là cái niềm đam mê sáng tạo của mình ấy, nó sẽ phải đè nén xuống, nó tạm gác xuống. Mình không thể trở thành nghệ sĩ được. Mình cũng không có được gọi là được được chiều chuộng để thử là mình có làm được hay không, mà chỉ của mình chỉ có một con đường để tiến lên thôi. Rất là khác bây giờ. Cái này có thể nó sẽ hơi cá nhân để hỏi nhá, nhưng mà khi anh nhìn lại cái bước đầu tiên của anh và vị thế của anh hiện nay, anh cảm thấy mình đã phải, mình anh có phải đánh đổi những gì để có được ngày hôm nay không? Nếu mà nói về sự đánh đổi nhá, có lẽ là sự đánh đổi về kế hoạch và kỳ vọng của gia đình khi mà còn nhỏ. Có nghĩa rằng là anh xuất thân trong một gia đình mà mọi người không phải là học cao. Nhưng mà mẹ anh là người luôn luôn hiểu được cái giá trị về việc học tập. Anh được nuôi dạy rất là kỹ là con phải học rất là chăm. Anh được dạy hồi mà kiểu em nhớ là cấp 3 anh học ở trường ở thành phố Hà Nội ấy, các bạn rất là sành điệu. Mặc áo nọ áo kia, quần nọ quần kia rất là sành điệu. Thì mẹ anh luôn nói với anh rằng là con đừng bao giờ chú trọng đến ngoại hình. Nghĩa là cái gì ở trong đầu con là nó sẽ cần phải tu luyện bằng thời gian hàng chục năm để khiến cho con trở thành người sắc bén hay là người thông minh như thế nào. Và cái trí thức ấy giúp cho cuộc đời của con sau này nó rất là tốt. Nghĩa là mẹ anh có một cái ước mơ rất là lớn để nuôi dạy anh thành một trí thức. Và cái quan điểm rõ ràng nhất của anh là một trí thức là làm việc nó như thế nào thì anh cũng biết. Có nghĩa là mọi người sẽ học xong làm một công ty hoặc xịn hơn là trí thức là làm bác sĩ, làm bệnh viện hay là trở thành một nhà khoa học, học nghiên cứu tiếp, học lên đến thạc sĩ rồi tiến sĩ. Những hướng rất là academic. Hoặc ít nhất là cũng sẽ làm một cái công việc mà nó đã được định nghĩa, nó là một công việc truyền thống. Thì cái mà anh phải đánh đổi ở đấy có lẽ là cái kế hoạch và cái kỳ vọng của gia đình từ khi bắt đầu. Thì anh trong những cái giai đoạn đầu tiên ấy anh rất là xấu hổ. Xấu hổ cơ. Xấu hổ cơ vì là kiểu vẫn phải nói với mẹ, nói dối mẹ là con vẫn đang đi làm. Con vẫn đang đi làm đúng cái lĩnh vực mà mẹ cho con học. Ngày xưa mẹ anh tốn tiền anh học lắm, có nghĩa là kiểu không phải đi du học nhưng mà anh cũng được học ở trường ở khoa chất lượng cao, học bằng tiếng Anh ở trường kinh tế quốc dân, xong rồi cũng tốn rất là nhiều tiền để đi học tiếng Anh. Hồi đấy mẹ anh có một cái strategy nhá, là anh không được đi du học, anh học trường ở Việt Nam thì mẹ anh sẽ đầu tư rất là nhiều tiền cho anh đi học tiếng Anh. Anh thấy xấu hổ bởi vì là mình không đi theo đúng con đường mẹ đã vạch ra cho mình. Nên là anh phải cố gắng rất là nhiều, nỗ lực rất là nhiều cho tới khi mình phải chứng minh bằng một số thành tựu nhất định. Vậy thì anh có nhớ lần đầu tiên anh giúp gia đình mình nhận ra rằng cái công việc làm sáng tạo nội dung ở trên YouTube nó có tiềm năng hay không? Nó thật sự là một thứ có thể commit. Anh không nghĩ rằng là cái việc mà anh show được cái tiền mà làm YouTube cho bố mẹ anh, chưa bao giờ anh show tiền làm YouTube cho bố mẹ anh cả. Bởi vì là thú thực với mọi người là tiền làm YouTube mà YouTube trả cho thì nó cũng không phải là một cái mà để nuôi sống bản thân mình được. Nhiều khi anh cũng chỉ hy vọng là nó cover được chi phí sản xuất thôi. Cái thời điểm mà mẹ anh nhận ra là anh không còn làm việc gì khác ngoài làm sáng tạo nội dung ấy là nó rơi vào cách đây khoảng 5-6 năm. Bởi vì anh có một cái hành trình nó rất là chậm và chắc như thế này này. Đầu tiên nhá là anh làm công ty marketing, xong buổi tối anh về làm nội dung, em nắm được cái giai đoạn đấy rồi đúng không? Em nhớ. Sau đó là anh thấy marketing nó quá là không phải là anh, kiểu bởi vì anh không muốn phải dưới sếp và không muốn làm cho một sản phẩm hay một công ty nhất định. Thế là anh quit công ty đó, sau đó anh vào MeTube. Chắc là em biết MeTube. Em có. MeTube, founder của MeTube là bạn thân đại học của anh. Thì hai đứa vào đây lập nghiệp, thì anh về làm cho MeTube, làm production của MeTube. Thì anh làm một công việc full time, là một công việc liên quan đến sáng tạo nội dung ở công ty. Và về nhà anh vẫn làm những nội dung của anh ở nhà. Là anh càng ngày anh bước một chân vào, anh sẽ làm chân trong, chân ngoài, chân nọ, chân kia để đảm bảo rằng là mình có tiền để mình đảm bảo cái kia. Trong 4 đến 5 năm đầu ấy, thì anh phải giấu bố mẹ là con đi làm cái công việc này, cho tới khi mà nói với bố mẹ rồi, bố mẹ vẫn rất là thất vọng, vẫn nghĩ là cái đầu tư của mình nó không ổn ấy. Thất vọng cơ. Thất vọng chứ, bởi vì là bố mẹ nuôi dạy mình với một cái kỳ vọng rất là khác. Kỳ vọng là mình sẽ thành trí thức. Kỳ vọng sẽ là một người đi làm công ăn lương trên những cái skill mà bố mẹ đã cho tiền mình học. Còn YouTube là cái gì? Nó là một cái hobby, nó là một cái sở thích,
nó là một sở thích của những đứa con nhà giàu. Thế đấy là ít nhất là quan điểm của trong đầu của bố mẹ là như thế. Lúc đấy mẹ anh hơi hốt hoảng ấy. Mẹ anh bảo là ngày xưa con, mẹ vẫn nhớ là con muốn đi học tiếp thạc sĩ. Thì bây giờ con bao giờ con định đi học tiếp thạc sĩ? Thực ra đến bây giờ anh vẫn muốn học thạc sĩ, nhưng mà vào cái thời điểm đấy anh bảo là nhưng mà công việc của con đang rất là tốt. Và công việc của con nó là một công việc có thể là mẹ không hiểu được, bố mẹ không hiểu được, nhưng mà con chỉ muốn chứng minh cho bố mẹ rằng là không có bố mẹ ở bên cạnh. Và con đã làm chuyện này 4-5 năm vừa rồi. Và con vẫn đang đủ sống. Và con chưa một lần nhờ bố mẹ giúp bất kỳ một cái gì, hay là một đồng tiền nào trợ cấp từ gia đình con cũng chưa nhờ. Con đã sống tốt được 4-5 năm, và bây giờ con cần bố mẹ cho con thêm thời gian để con chứng minh rằng là con có thể làm tốt hơn thế, là cái công việc này có thể trở thành một cái nghề, và thậm chí là con còn có thể mang cái nghề này tới cho những người khác nữa. Vậy thì phản ứng của gia đình anh lúc anh nói như vậy là gì? Thực ra thì cũng không hài lòng đâu. Nhưng mà vào cái thời điểm đấy thì cũng không còn, gia đình anh cũng không làm gì được hơn nữa. Nên là nó cũng sẽ là một cái giai đoạn, lúc trước thì chiến tranh hơi căng, nhưng mà sau nó sẽ thành chiến tranh hơi lạnh. Bây giờ thì ổn nhá. Nhưng mà nó sẽ là những cái giai đoạn mà mình nhận ra, xong mình đấu tranh. Nó cũng là một cái hành trình của bố mẹ anh nữa. Để con mình đủ, thả con mình ra tự do để bay đến một mức độ nào đấy. Em thật sự là rất là khâm phục những cái content creator thời của anh. Ví dụ như anh này, chị Giang ơi, anh bạn thân, và cái thời của những cái anh chị như là JV. Em hay tạm gọi đấy là gọi là first generation của Việt Nam. Và em thật sự hâm mộ những cái con người đi trước, tức là dám đương đầu với cả thử thách và cái sự gọi là vô định của cái mảnh đất này. Và bởi vì có những người như vậy, những người như anh, thì ví dụ cái lứa bọn em và mới ok, nếu mà họ đi trước và họ vẫn có thể làm việc ok thì chắc là mình cũng không quá tệ đâu. Mình chỉ cần đánh đổi thời gian thôi là rồi nó sẽ đến cái chỗ đấy thôi. Mà có một cái anh chia sẻ nữa là cái thời của anh ấy, là khi mà anh làm marketing, vì anh xuất thân từ marketing, cái thời của anh là nổi lên là từ marketing truyền thống sang digital marketing. Digital marketing thời đấy là một cái gì rất là mới, có nghĩa là tất cả nhãn hàng sẽ được các agency thuyết phục là các anh chị phải làm fanpage đi, các anh chị phải làm Instagram đi. Đấy là digital marketing. Đến khi mà anh bắt đầu làm ấy, thì là cái từ digital marketing người ta sang một cái giai đoạn mới gọi là content marketing và KOL marketing. Thì anh nhìn nhận ra được rằng là ồ, có những lúc mà nhãn hàng ấy họ thà book job qua tụi anh còn hơn là để cho agency hay production house sản xuất một cái nội dung quảng cáo. Ví dụ như TVC. TVC có nghĩa là một cái TVC họ book anh một cái campaign kiểu 10 hay 20 video, vì là họ nhận ra rằng cái hiệu quả nó khác. Thì tại cái thời điểm đấy thì mình anh cũng nhìn nhận ra rằng ồ, đấy là một cái mảnh đất mới. Hóa ra một người solo content creator như anh, một nhà sáng tạo nội dung solo là đơn độc như anh, có thể làm được ra được một cái function như là một cái TVC hay là một cái chiến dịch marketing rất là lớn, phải có rất là nhiều người làm mới tiếp cận được một số lượng người cụ thể. Thì anh có khán giả của anh, và anh có thể có một cái cách truyền tải rất là sáng tạo, cũng rất là quảng cáo, cũng rất là cá nhân của anh, để tiếp cận đến nhiều người hơn. Thì anh ồ, hóa ra mảnh đất này nó có. Và đến bây giờ anh vẫn thấy tự hào khi mà anh làm content marketing ấy, nó có một cái quality mà anh thấy rằng khác biệt. Và mọi người xem quảng cáo của anh ấy, mọi người sẽ không bị cái cảm giác là vì mọi người thích anh nên mọi người buộc phải chạy xem một quảng cáo ad in. Không phải giống như là đang cái này nói về YouTube nhé, đang xem YouTube xong rồi quảng cáo bù một cái quảng cáo bạn có muốn mua bất động sản không, quảng cáo đấy hay không hay cũng không quan, cũng không nhất thiết phải có mua bất động sản, nhưng nó bùm vào một phát xong rồi hết 5 giây mình skip ad, hoặc là không skip ad thì mình xem tiếp. Nhưng mà bản thân đến bây giờ anh nghĩ anh làm được lâu như thế này là bản thân cái quảng cáo của anh nó là một cái quảng cáo hay. Có nghĩa là mọi người xem nó như một cái quảng cáo, mọi người vẫn thấy ồ, tôi thích xem quảng cáo này. Cái yếu tố gì giúp anh nhận lời với cả một client chẳng hạn? Về yếu tố gì giúp anh khiến anh say no với cả một bên? Anh nghĩ rằng là với anh ấy, là khi mà anh nhận một client ấy, thì anh thấy rằng là kể cả họ, sản phẩm của họ rất là khó truyền tải thì nó là một cái thử thách với anh. Nhưng mà cái mà anh say no với một sản phẩm ấy,
là anh nghĩ rằng nó không đạt được những cái tiêu chuẩn nhất về 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 giá trị trong cuộc sống của anh. Có nghĩa là cái sản phẩm đấy không thể dùng được, cái sản phẩm đấy không mang lại giá trị, hay là giá trên cái việc mua sản phẩm đấy nó không xứng đáng thì anh sẽ không nhận, hoặc là vi phạm về đạo đức, vi phạm về tất cả những cái đấy thì anh sẽ không nhận. Còn cái việc mà anh say yes với một sản phẩm ấy, thường là sản phẩm thứ nhất là đạt được những cái như anh vừa nói, có nghĩa tiêu là tiêu chuẩn của anh, tiêu chuẩn của anh lấy đấy là tiêu chuẩn cơ bản. Còn những cái sản phẩm mà anh thấy kiểu tôi rất muốn sản phẩm này và tôi rất muốn nhận sản phẩm này là nó phải mang những cái tính chất về innovative, nó bộc phá, nó sáng tạo, nó thay đổi cuộc chơi. Nên là có những sản phẩm mà bây giờ nhãn hàng mà bây giờ cái nhãn hàng đấy người ta gắn tệp với tên của anh, nhắc đến anh là người ta biết đến nhãn hàng đấy, hoặc là nhắc đến nhãn hàng đấy mà người ta biết đến anh ấy. Ví dụ như là Dyson. Anh dùng Dyson từ trước khi trước khi mà Dyson vào Việt Nam. Bởi vì anh quá mê câu chuyện của Dyson. Anh mê sơ Dyson rất là nhiều. Đã bao giờ anh nghiên cứu với một sản phẩm rất là sâu. Lúc đầu anh nghĩ là nó ok, nhưng mà về sau anh cảm thấy là nó không ok và phải quay lại nói với cả client là xin lỗi nhưng mà tôi có rồi. có nhiều bởi vì là sao nhỉ, bởi vì em biết là trên thị trường ấy không phải sản phẩm nào cũng mang cái tính chất ưu việt và đột phá như vậy, nhưng mà ít nhất ấy là phải đáp ứng được cái tiêu chuẩn trung bình, là đáp ứng được những cái nhu cầu trung bình. Nhưng mà khi mà anh gặp những cái sản phẩm mà cái việc họ giao tiếp và cái việc họ nghiên cứu sản phẩm nó chưa đủ kỹ, bởi vì bây giờ em biết là cái gì nó cũng sẽ thiên về lợi nhuận. Em xem TikTok những phiên livestream triệu đô ấy, cố gắng nói ra để không offend được, bởi vì anh khá là cực đoan về chuyện này. Thì tất cả những cái mặt hàng mà bán ra được số lượng nhiều nhất ấy, đều là những mặt hàng OEM. Đấy là những cái công nghệ đấy đã được phát triển từ rất lâu bởi những hãng lớn. Sau đó là ở những nơi là gọi là công xưởng của thế giới như là Trung Quốc, họ có copy được những cái công nghệ đấy rồi. Họ sản xuất ở trong những cái nhà máy rất lớn, họ cộp mác lên trên đó bằng những cái nhãn hàng, cái nhãn hiệu với phân khúc thấp hơn, và họ bán đi cái công nghệ để với giá rẻ hơn với cái chất lượng được giảm xuống. Thì đó là cái sự thật của cái thế giới này. Thì cái sự thật của cái thế giới này nó khá là buồn như thế, nhưng mà nó là cái cách mà để nền công nghiệp và cả kinh tế nó đang hoạt động. Nên là với những cái sản phẩm OEM mà nó đạt cái chất lượng nó thấp quá thì anh sẽ buộc phải từ chối. Dĩ nhiên là có những cái sản phẩm OEM nó sẽ đạt được đủ yếu tố cân bằng nhé. Ví dụ như cái tech này nó rất là đắt, nó rất là khó để có thể tiếp cận được với cả đại đa số người dùng. Bởi vì mọi người sẽ không có nhiều tiền em hiểu. Để mua được cái công nghệ gốc đấy. Nên là nó sẽ phải giảm đi một chút để tiếp cận đến mọi người. Nhưng mà cái điểm giữa đấy, cái điểm cân bằng đấy nó chỉ có một điểm thôi. Dưới cái điểm đấy là những sản phẩm anh buộc lòng phải nói ra nó rất là rác ấy. Vậy thì qua những cái gì mà anh vừa chia sẻ thì em cảm thấy là anh không chỉ có một cái mối bận tâm nó dừng lại ở những công việc mình làm hay là những cái đối tác mình đang làm việc cùng, mà cái mối bận tâm của anh nó còn rộng hơn thế. Nó bận tâm đến cái cách thế giới nó vận hành. Chẳng hạn như em hoặc là các bạn content creator khác đi, những người mà cũng đang vừa trực tiếp sản xuất nội dung và vừa làm việc với những nhãn hàng, làm thế nào để mọi người có thể chấp nhận rằng mình là một cái bánh răng nhỏ trong một cái cỗ máy chủ nghĩa tiêu dùng chẳng hạn. Thì nhiều lúc mình sẽ rất là thỏa hiệp ấy, bởi vì làm người lớn ấy sẽ nhận ra được một điều rằng mình có lý tưởng lớn đến đâu, vĩ đại đến đâu thì mình cũng cần một cái gì đấy để nuôi cái lý tưởng đấy. Cách đây khoảng hơn 2 năm anh rất là khủng hoảng về công việc của anh. Có nghĩa là anh khủng hoảng vì ban đầu anh rất là thích chia sẻ cuộc sống của anh thích chia sẻ những cái gì anh học được. Anh không dám nói là anh dạy người khác, nhưng mà anh học được cái gì thì anh sẽ chia sẻ cho mọi người cái đấy. Nhưng mà có đến một đoạn ấy thì rõ ràng mình làm nhiều lên thì mình thấy rằng là công việc của mình là một trong bánh răng của việc là promote sản phẩm, đưa sản phẩm đến nhiều người hơn. Nhưng mà mình cũng nhận ra rằng là nếu mà mình đưa sản phẩm tới nhiều người hơn ấy thì mình đang góp phần làm cho cái thế giới này nó diệt vong nhanh hơn. Mọi người sẽ tiêu dùng nhiều hơn. Mình là lá cờ đầu ở trong chủ nghĩa tiêu dùng, consumerism. Mình sẽ kiểu mọi người mua nhiều lên. Thì cái ý nghĩa sâu xa thật sự của công việc này mình đang làm là gì? Anh rất có vẻ là một chăn trở khá là lớn và quan trọng. Đúng rồi, bởi vì thực ra ấy, cả cuộc đời này em chỉ có một cơ thể. Em có một gương mặt. Em có một gương mặt thì em sẽ cần một loại sữa rửa mặt, một cái bàn chải đánh răng hay gì đấy. Mình chỉ cần thế thôi. Nhưng mà nhiều lúc vì công việc, vì tất cả những cái này, mình cảm giác mình khuyến khích mọi người tiêu dùng rất là nhiều. Nhiều hơn cái điều mọi người cần thiết. Và cái điều đấy làm cho anh chăn trở nhiều. Nhưng mà đến một lúc ấy,
anh nhận ra rằng là nếu mà anh thật sự anh chỉ tập trung vào bán ấy, thì cái điều anh suy nghĩ là đúng. Có nghĩa là anh đang giúp thế giới, anh đang thúc đẩy thế giới này diệt vong nhanh hơn. Tôi chỉ đứng bên một bên thôi. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà anh giúp mọi người chọn ra sản phẩm đúng, thay vì anh bảo Linh là em hãy mua 5 cái bàn chải, đến khi nào em dùng được đúng cái thì thôi, thì anh sẽ giúp em chọn ra một cái bàn chải mà em có thể sử dụng trong đủ thời gian lâu dài, để em không bị vứt đi quá nhiều. Thì anh sẽ tập trung vào cái chuyện đấy, và anh sẽ cân bằng được cái việc kiếm tiền của anh và ý nghĩa của công việc của anh. Bởi vì dù sao những sản phẩm tốt, tất cả những cái rất là xịn, thì nó cũng xứng đáng được một khách hàng ủng hộ. Những người sản xuất ra sản phẩm đấy có tâm, họ cũng cần bán được hàng để họ nuôi gia đình của họ và họ có công ăn việc làm. Anh học kinh tế thì anh được học về cái giai đoạn tích lũy tư bản. Thì khi mà người ta trở thành một đất nước gọi là developed country, thì có nghĩa là một đất nước phát triển, thì người đã từng trải qua một cái giai đoạn tích lũy tư bản. Người ta sẽ phải khai thác thuộc địa, khai thác nô lệ, người ta phải làm những việc khá là tệ. Thì làm người lớn mình phải thỏa hiệp. Có những cái việc mà mình không muốn làm, nó không phải lý tưởng của mình, nhưng nó là công việc mà mình phải dùng để nuôi cái lý tưởng của mình. Dĩ nhiên là sẽ có một cái hàng rào đạo đức cuối cùng, anh sẽ không bao giờ vi phạm cái hàng rào đạo đức đấy, không bao giờ đi làm việc trái lương tâm, đạo đức, pháp luật. Nhưng có những cái việc mà mình sẽ có thể nó chán chẳng hạn, ở mức độ chán thôi, nhưng mà làm nó ra tiền thì mình cũng vẫn phải làm để nuôi cái lý tưởng của mình. Thì cái lý tưởng nó không thể sống bằng không khí được, đúng không? Vậy thì lý tưởng của anh là gì? Lý tưởng của anh ấy, đó chính là anh muốn được sống văn minh, được sống trước mọi người, được thử trước mọi người, để đưa ra cho mọi người một cái quyết định dễ dàng hơn nếu mà mọi người đi sau anh trên những cái quyết định đó. Và anh muốn được truyền tải kinh nghiệm của anh bằng một cách dễ chịu nhất, như một người bạn thôi. Không dám để vị trí cao đâu, nhưng mà người bạn, để thấy mình đã làm cái này thì mình đúng hay sai, thì mọi người có thể rút kinh nghiệm trên chuyện đấy, chứ không phải là bảo mọi người phải làm theo anh. Thay vì anh chăn trở về cái ý nghĩa công việc của anh, tại sao anh không dùng cái khả năng của anh để cho họ làm tốt hơn, làm tốt hơn nữa. Thì đấy, anh vượt qua cái khủng hoảng của anh bằng cách là hãy tập trung vào những cái thứ mình thích từ ban đầu. Ok, vậy thì trước khi chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, cái phần mà em với anh Dino sẽ bàn sâu hơn vào cái kỹ thuật làm nội dung và cái con đường của anh. Nhưng mà trước khi đến với phần đấy thì em có một vài câu hỏi đến từ các bạn khán giả. Ok. Và em muốn đặt với anh. Yes. Bạn Miu có hai câu hỏi. Ừ. Thứ nhất là đâu là món ăn mà anh sẵn sàng nấu và ăn hàng ngày? Còn đâu là món tủ để anh chiêu đãi khách vào những dịp đặc biệt? Ok, món mà anh sẵn sàng nấu và ăn hàng ngày. Anh là cực kỳ thích đồ hầm. Thứ nhất là anh nó cũng vô tri, anh là kim ngưu. Kim ngưu thì không thích ăn đồ cứng, mà từ bé anh lớn lên sinh ra ở Nga nên là mẹ anh rất hay hầm đồ cho anh. Anh cực kỳ thích ăn đồ hầm, nên là để trả lời, anh có rất nhiều món hầm khác nhau, nhưng mà để trả lời món anh ăn hàng ngày là đồ hầm nhá. Thịt hầm, canh hầm, súp hầm, tất cả những cái gì hầm nhừ ra là anh có thể nấu hàng ngày, hàng ngày luôn đấy, rất là dị. Vậy còn món tủ? Món tủ mà anh chiêu đãi khách ấy, thì anh thấy rằng là mọi người, anh rất là thích kích thích cái sự tham ăn trong mọi người. Nên là anh, cái cách nấu ăn của anh mà để chinh phục người khác là anh hay nấu những món rất là xôi thịt. Xôi thịt ở đây có thể định nghĩa xôi thịt được không? Xôi thịt nó không phải là xôi và thịt đâu, đúng không? Không phải, nó không phải là xôi và thịt, mà xôi thịt ở đây là những cái món nó rất là ngồn ngộn. Đấy, đấy, những cái từ đấy anh hay dùng trên kênh của anh là nó rất là ngồn ngộn, nó rất là đầy đặn, nó toàn là thịt, nó ăn rất là no, nó dầu calories. Anh có thể cho một ví dụ được không? Một ví dụ như là xôi thịt, có nghĩa là anh sẽ nấu món xôi và thịt kho và tất cả các thứ đấy, hoặc là anh sẽ vừa nghĩ đen vừa nghĩ bóng luôn, đúng rồi, hoặc là món thịt nướng, thịt nướng mà kiểu nhiều sốt rồi kiểu mọi người ăn và ngập ngụa, kiểu ăn là ăn xong mọi người cảm thấy là lấp đầy tất cả khoảng trống trong cơ thể ấy. Thì anh thích những món đấy. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Miu. Tình bạn giữa anh và những thành viên còn lại trong nhóm bộ tứ siêu đẳng đã dạy cho anh bài học lớn nào? Tình bạn với anh trong với mọi người trong bộ tứ đấy thì dạy cho anh bài học lớn nhất, đó chính là tất cả mọi người đều rất khác nhau. Tất cả mọi người đều rất khác nhau và mọi người sẽ cần những cách khác nhau để làm bạn. Ví dụ như anh chẳng hạn. Anh là người rất là thích chiều người khác. Nhưng mà để chiều những người khác ấy, thì anh cần có những skill set, những cái cách khác nhau để làm cho mọi người hài lòng và tôn trọng sự khác biệt của mỗi người. Anh tự hào là có vẻ như là bạn
của anh thì mọi người biết đến bộ tứ siêu đẳng đấy nhiều nhất, nhưng mà bạn của anh thì nhiều hơn thế, và bạn của anh toàn là kỳ hoa dị thảo ấy. Kỳ hoa dị thảo. Kỳ hoa dị thảo là những bông hoa và những cây cỏ rất là lạ. Và anh cần phải có những chế độ đặc biệt để chăm sóc những bông hoa và những cái cây lạ đó. Anh mất bao lâu để anh quen với cả cái sự đa dạng đấy? Tức là đấy có phải là một thứ mà lúc đầu anh mất thời gian? Có chứ. Bởi vì ban đầu anh là một người khá là bảo thủ. Anh được nuôi dạy trong một môi trường bảo thủ. Bản thân anh cũng có tính bảo thủ, nên là anh rất, cũng như bao nhiêu người khác thì mình sẽ rất là ghét hay mình rất là sợ những cái gì khác mình. Anh sẽ phải mất một thời gian dài để chấp nhận được sự khác biệt của người khác, tôn trọng sự khác biệt của người khác, và lớn hơn thế là embrace được cái sự khác biệt của người khác. Và cái hành trình đấy cũng là cái hành trình trở thành người lớn của anh. Anh bây giờ nhá, Dino năm 32 tuổi này là người cởi mở hơn cái Dino năm 20 tuổi rất là nhiều. Cảm ơn anh. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Thảo Linh. Câu hỏi này là về nhà luôn. Thảo Linh có phải là Tờ Linh không vậy? em không biết nhá. Em thấy submit qua form của em. Anh bắt đầu hình dung và đặt mục tiêu có được ngôi nhà trong mơ của mình từ bao giờ? Từ đó tới giờ anh đã trải qua những gì để tạo ra nó? Trước năm mà anh có nhà ấy, anh chưa giờ anh nghĩ anh có nhà luôn. Bởi vì cái việc mà anh thấy trước đó, cái việc đầu tư lớn nhất ấy, mà anh thấy có lãi nhất ấy, đó chính là đầu tư vào bản thân anh. Mọi người hay nói rằng là bắt đầu đi làm là bắt đầu saving, bắt đầu kiểu saving cái này cái kia để mua nhà, và tài sản lớn nhất của một đời người là nhà ấy. Nhưng mà cái trước năm 28 tuổi ấy, là anh, tất cả mọi thứ anh có ấy, là anh đầu tư vào trải nghiệm của bản thân. Anh đầu tư, anh đi học rất là nhiều. Anh đầu tư tất cả những cái gì mà nó ngấm vào người mình. Vì anh cảm giác rằng là cái gì ngấm vào anh ấy, thì anh kiếm tiền rồi anh tái đầu tư nó sẽ hiệu quả hơn. Nên là có một cái bài báo anh đã từng phát biểu mà khiến cho người lớn trong gia đình anh rất là giận. Đó chính anh bảo là trước năm 30 tuổi tôi không tiết kiệm gì hết, tôi đầu tư hết vào bản thân. Thế là người lớn trong gia đình anh cực kỳ giận luôn, bảo đây là một phát biểu ngông cuồng và ngạo mạn. Nhưng mà anh làm thế thật. Cho tới khoảng gần năm 30 tuổi là 29 tuổi. Thì lúc đấy chị hàng xóm của anh, chị Giang, một người rất là nề nếp, chị bảo là em ở nhà thuê đủ lâu rồi, chị đi xem nhà. Thì chị rủ anh, có lẽ là đến lúc anh phải có cái nhà của anh. Em bảo ok, may quá có người động viên mình như thế. Thế là anh bảo ok, em theo, I'm in. Thế là bắt đầu anh invest vào việc mua nhà. Giai đoạn đầu là anh còn phải vay tiền người nhà anh để trả tiền cho cái nhà đó. Xong cuối cùng là anh trả tiền cái nhà đó, cái nhà này, không phải cái nhà đó, cái nhà này. Và ban đầu anh nghĩ rằng anh sẽ phải mất nhiều thời gian để trả tiền cái nhà này. Xong cuối cùng là anh chưa xây xong nhà thì anh đã kiếm đủ tiền để trả hết cả cái nhà này rồi. Trời. Thế anh thấy rằng là ồ, hóa ra là khi mà mình có mục tiêu thì mình tiết kiệm và mình tập trung vào việc kiếm tiền. Nó lại hiệu quả đến như vậy. Trong vòng một năm là anh kiểu anh chăm chỉ, anh làm tất cả những việc anh có thể làm, anh nhịn tất cả những thứ gì anh có thể nhịn. Và sau đó thì wow, chưa xây xong nhà mình đã trả xong nợ. Xong wow. Xong rồi kiểu wow, đến bây giờ anh vẫn thấy wow. Với là tất cả những cái kinh nghiệm anh chia sẻ lúc mà anh làm nhà ấy, nó lại hữu ích cho tất cả những người khác. Và rất nhiều người làm nhà, rất nhiều bạn làm nhà theo anh, và mọi người làm nhà cực kỳ hiệu quả. Anh có một bạn ở Hà Nội, bạn làm nguyên một cái list tất cả những đồ anh mua, bởi vì anh không có chia sẻ chính xác là anh mua cái đồ gì, mà bạn làm một cái file Excel. Cho tới khi bạn nói chuyện được với anh, bạn gửi cho anh check, anh ơi, đây có đúng không ạ? Đây có đúng không anh? Xong hàng xóm của anh là bạn ấy cũng đã xem anh làm nhà rất kỹ. Cho tới khi bạn ấy mua căn cuối cùng ở tầng của anh, và bạn mua về đây, bạn chuyển về đây, bạn ở, là bạn đã xem anh làm nhà từ rất lâu. Và lúc bạn chuyển thì anh không hề biết. Cho tới khi thân nhau hơn thì bạn mới nói. Thế mà wow. Đấy là những cái lần anh xác thực được rằng là hóa ra cái hành trình mình làm nó có ý nghĩa cho người khác. Và thật sự là nó có giá trị. Và chính vì việc đấy, nhãn hàng tìm đến anh và họ bán được hàng. Thế là cuối cùng anh kiếm được tiền. Ok. Đấy, kể thì nó đơn giản thế, nhưng mà thật sự đến với anh lúc đấy nó cũng khá là sốc đấy. Bởi vì anh không ngờ rằng là mình chỉ làm tốt việc của mình thôi. Lúc đấy anh chỉ nghĩ rất đơn giản là anh chỉ mong anh làm tốt việc của bản thân anh thôi. Nhưng mà không ngờ nó lại mang được ra nhiều giá trị hơn là cho bản thân anh. Câu hỏi tiếp theo đến từ một bạn tên là Đắc Vịt. Nếu mà dịch thì chắc là sẽ là Vịt. Bạn này có chia sẻ là em đang chập chững làm content trên YouTube. Do đó em muốn hỏi rằng việc làm content đã thay đổi con người anh như thế nào trong 7 năm qua. Sự khác biệt lớn nhất giữa anh ngày hôm nay và anh lần đầu tiên bật camera là gì?
là khác hoàn toàn luôn ấy, 180 độ. Cái chuyện mà lớn khác biệt lớn nhất của anh bây giờ và anh 7 năm qua đó chính là anh trở thành một người presentable hơn. Vậy là một người sao nhỉ? Tôi cũng quên cái từ này, là một người Presentable, là một người dễ 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 để để bước bước ra với công chúng hơn. đúng rồi đấy, kiểu như vậy. Bởi vì là trước kia anh là một người, anh nói ra 1.000 lần không ai tin là anh introvert. Bởi vì mọi người thấy anh nói nhiều nhưng mọi người nghĩ là anh không introvert, nhưng mà thực ra người introvert là có thể là người nói nhiều. Em đã gặp rất nhiều introvert nói nhiều. Anh Nhân, nếu anh đang xem cái này thì đấy là anh. Đấy, người introvert rất là nói nhiều, bởi vì trong một cái setting nhỏ như này anh thấy rất là thoải mái, anh muốn nói chuyện với Linh rất là nhiều. Nhưng mà để ra ngoài hoặc là để đứng trước đám đông ấy, nó là một chuyện khác. Nhưng mà anh 7 năm trước anh không thể đứng trước đám đông để nói được. Bây giờ anh có thể làm TEDx, anh có thể có monologue dài 15 phút. Anh thậm chí có monologue còn dài hơn thế cũng ok, chuyện nhỏ với anh. Và tiếp theo là anh nói chuyện mạch lạc, trôi chảy hơn. Đến bây giờ anh vẫn giữ cái video đầu tiên của anh trên YouTube. Mọi người có thể xem cái video đấy, giọng của anh rất khác, cái cách nói chuyện của anh rất khác. Và riêng một cái đúp mà chào các bạn đến với kênh ấy, là anh nhớ là hôm hồi năm đấy là 108 đúp. 108 đúp, quay đúng câu đấy. Đúng câu đấy. Ôi trời. Và bây giờ Linh nói với anh nghĩ rằng anh không cần cắt ở anh nhiều đến thế đâu. Nhưng mà đấy là cái mà anh luyện được rất là nhiều. Giọng anh nói hay hơn rồi tất cả. Và anh thấy cái này nó dạy anh những cái mà ở trường học của anh không dạy. Ở trường học ở ở nước ngoài ấy, mọi người được dạy rất là nhiều về public speaking, mọi người được dạy rất là nhiều về giao tiếp. Presentation skills. Đúng rồi. Còn ở trường truyền thống của mình ấy, không được dạy nhiều. Thì YouTube làm nội dung mang lại cho anh tất cả những cái skill mà ở trong trường không dạy anh. Bạn Đắc Vịt còn có thêm một câu hỏi là: ngoài ra em cảm thấy mình rất là dễ nản mỗi khi nội dung của mình không được mọi người đón nhận. Vậy thì anh Dino có lời khuyên gì cho vấn đề này không? Em thích xem phim đúng không? Anh có một bộ phim gọi là ám ảnh với cuộc đời anh, ám ảnh hoặc là thay đổi cuộc đời anh, hoặc là gọi là chân lý trong cuộc đời anh luôn, đó chính là phim Three Idiots, ba chàng ngốc của Ấn Độ. Phim đấy hay thật. Ngoài cái vấn đề hay ra ấy, thì trong phim đấy có thể tóm gọn lại một cái câu, đó chính là theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn. Thì rất là nhiều người trên cuộc đời này, mọi người sẽ theo đuổi sự thành công, mọi người muốn thành ông này bà kia, mọi người muốn thành người giàu cái này cái kia. Làm content cũng thế, mọi người sẽ muốn thành là người có nhiều sub nhất, hay nhiều view nhất, hay là nhiều tương tác nhất. Nhưng mà với anh ấy thì cái mục tiêu đầu tiên ấy, nó nên là một cái mục tiêu rất là trừu tượng. Như ở trong câu đó, nó là sự ưu tú. Sự ưu tú ở đây nếu mà xét về trong cuộc đời của anh ấy, thì anh sẽ không bao giờ đặt mục tiêu của anh là anh nhiều tiền nhất, anh trở thành người giàu. Cái mục tiêu anh kiếm tiền nó nên nằm ở vị trí cao nhất là số 2, còn không là số 3. Còn cái vị trí đầu tiên ấy, thì nó nên là ý nghĩa công việc của anh cống hiến gì cho xã hội này. Kể cả không có tiền anh vẫn làm, thì đấy là cái mục tiêu công việc của anh. Còn làm trong việc làm content ấy, anh mê view chứ. Video nào triệu view hay là gì thì anh thích chứ, anh phê lắm. Cái cảm giác phê đấy, phê phê tới nóc luôn ấy, thật sự. Nhưng mà anh nghĩ là cái mục tiêu đó anh nên đặt thứ hai, thứ ba. Còn cái mục tiêu đầu tiên ấy, đó chính là những cái gì mình muốn truyền tải qua cái video này nó đã đạt được chưa? Những cái gì mà mình muốn thể hiện qua cái video này nó đã đạt được chưa? Cái ý nghĩa, cái công dụng của cái video này mọi người đã đạt được chưa? Anh hay nói là hãy để cho viewer hay khán giả của mình lợi dụng mình. Lợi dụng mình nghe là như thế nào? Có nghĩa là họ 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 có lợi từ cái video của anh. Nói một cách kiểu rất là hà khắc với bản thân mình ấy, là anh muốn người ta trục lợi được từ anh. Nhưng mà đó là cái mục tiêu anh làm. Có nghĩa là nếu mà anh làm ra một cái video mà không có ý nghĩa gì, mọi người không có ích gì cho mọi người xem cũng được mà không xem cũng được, thì tệ đấy. Thì rất là tệ. Nên là cái mục tiêu đầu tiên anh đặt là thế. Nên là cái lời khuyên của anh dành cho bạn Đắc Việt, nếu mà bạn đang rất là muốn làm content thì hãy tìm được một cái mục tiêu tương tự như thế. Thì ngày mai, sáng ngày mai em ngủ dậy, video của em lẹt đẹt có vài trăm view thôi chẳng hạn, nhưng mà em vẫn có động lực để em làm tiếp. Và cái việc ấy, em làm tiếp nó quan trọng hơn rất nhiều. Bởi vì em làm tiếp em sẽ làm tốt hơn, em sẽ làm tốt hơn nữa và em sẽ làm tốt hơn nữa. Và em làm dài được bao lâu? À, trong cái cuộc chơi này, cái người đi được dài nhất là người chiến thắng, chứ không phải là cái người bật được xa nhất ở trong một đoạn. Khi mà em nhìn vào lộ trình phát triển của Dinology, đặc biệt là thương hiệu cá nhân của anh, thì em thấy, nói chung là em sẽ tạm quy nó về ba giai đoạn chính. Anh có thể feedback về quan điểm của em nhé.
là thứ nhất là sẽ có giai đoạn về đồ ăn, food review. Thứ hai là về những cái nó liên quan đến gọi là personal routine, là personal development nhiều hơn. Và đến thời điểm hiện tại là nó là về gọi là gì nhỉ? Những đồ liên quan đến nhà kiến trúc, cửa, mọi thứ. Kiến trúc. Vậy thì động lực đằng sau những cái lần lột xác thứ hai và thứ ba là gì? Và anh có đang chuẩn bị cho một lần lột xác thứ tư hay không? Có thể đấy. Trả lời đoạn trước, trước đoạn sau trước, đó chính là có thể. Còn anh nghĩ là cái tất cả những cái lần lột xác đó, tất cả những cái lần mà mọi người thấy, thực ra anh không có plan cho chuyện đó. Anh là một KOL lifestyle, có nghĩa là nó chảy theo cuộc sống của anh thôi. Thì khi mà câu chuyện của anh là khi anh mới vào miền Nam, anh không ăn được đồ miền Nam, thì anh tự nấu ăn và anh học nấu ăn và anh chia sẻ lại quá trình học nấu ăn của anh. Thì đó là cái đầu tiên. Xong tiếp theo là anh phát triển bản thân, anh có bắt đầu có công ăn việc làm, anh bắt đầu phải nhìn lại, nhận lại bản thân của mình nhiều hơn, trải qua những cái cuộc khủng hoảng năm 27 tuổi, khủng hoảng năm 25 tuổi, thì mình cũng phải review và mình cũng phải tự đối mặt với những chuyện đấy, mình phải tự vượt qua những cái khủng hoảng hiện sinh của chính mình. Thì mình cũng ghi lại quá trình đấy và mình cũng chia sẻ lại cho các bạn. Và sau đó thì đến khi mà mình đủ lớn rồi, qua 30 tuổi, như Henry Ford nói là không tiết kiệm gì trước năm 30 tuổi và đầu tư vào bản thân không. Thì qua năm 30 tuổi thì anh bắt đầu anh mua nhà, anh làm nhà, thì anh lại bắt đầu chia sẻ về cái quá trình đấy. Thì nó làm nó chảy qua cuộc sống anh, nó tự nhiên như là một con suối chảy qua đá. Nên là tất cả những cái đấy thì là ok. Và anh thấy kiểu vui và tự hào là hóa ra mình chỉ cần làm tốt việc của mình mà nó lại giúp ích cho người khác. Mà người khác lại cảm thấy giá trị từ việc đấy. Có một cái trải nghiệm cá nhân mà em nghĩ là anh cũng sẽ đồng cảm được, là khi mà mình là một cái người mà đơn giản nhất thôi, là đi ra đường và có người khác nhận ra mình, thì những cái điều tốt của mình cũng sẽ được người ta ghi nhớ, và những cái lỗi sai của mình cũng sẽ bị thổi phồng lên. Vậy thì anh đối diện với các việc đấy như nào? Ít ra ngoài hơn. Rất dễ hiểu nếu mà chúng ta có một ngôi nhà thoải mái như này. Một phần là đúng, còn một phần thì anh cũng nói đùa, đó chính là kiểu việc em có một cái thuyết, đó chính là mỗi con người như củ hành ấy. Củ hành tây có rất là nhiều lớp. Thì rõ ràng là ở trong nhà anh sẽ ít lớp bên ngoài hơn, ở ngoài thì anh sẽ nhiều lớp hơn. Và cái chuyện đấy không phải là sự giả tạo, mà nó là một cái sự mà kiểu mình phải lịch sự và phải đứng đắn như thế. Từ bé mình đã dạy là khi mà con ra ngoài đường, con ăn mặc phải tươm tất, sạch sẽ, rồi các thứ. Thì cái việc bây giờ mình là một người lớn thì mình cần cả phải ý thức cái chuyện là mình ứng xử như thế nào nơi công cộng nhiều hơn. Thì cái việc mà ra ngoài mọi người chào mình, có với một người introvert ban đầu như anh khá là sợ, nhưng mà dần dần thì anh cũng thấy rằng là mọi người cũng như mình mà. Thì mình sẽ phải đối mặt với chuyện đấy một cách nhẹ nhàng và tự nhiên hơn. Và dần dần thì anh thấy kiểu cũng có lúc anh cũng nhận thấy rằng được nhận ra thì nó cũng khá là vui. Bởi vì là cái việc mà mình mang lại giá trị cho mọi người trên mạng, với việc là mình được người ta nhận ra ngoài, hóa ra là những cái giao tiếp bằng kỹ thuật số như thế, 1010 bằng electron như thế, hóa ra là có người thật ở ngoài. Chứ không phải là một cái tài khoản ảo. Đúng rồi, là những cái chuyện mình đã tạm làm ra, những cái chuyện mà mình được ghi nhận là có một cái human hoặc rất nhiều human ở ngoài, là họ đã nhận được chuyện đó. Và anh cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Em vẫn nhớ một cái lần em đi ăn hoa quả dầm với cả bạn bè của em ở gần Hồ Hoàn Kiếm. Và em vừa ngồi xuống ăn, đang chuẩn bị tính tiền, thì anh chủ quán ra và anh nhận ra em. Bảo là anh rất thích những cái video mà em làm, vậy nên anh sẽ miễn phí hoàn toàn cho em ba cốc hoa quả dầm kia. Như đấy có nghĩa là ngoài cái việc là hoặc được ăn miễn phí thì rất là vui. Nhưng mà một lần duy nhất trong đời. Ngoài ra chưa bao giờ có thêm. Nhưng mà thực ra thì cái thông tin mà em đưa ra cho mọi người đã làm anh vui. Hoặc là ít nhất với anh chẳng hạn là anh đã chọn ra được rất nhiều bộ phim anh chưa từng xem nhờ việc là xem những cái review của em. Thì đấy cũng cảm ơn. Đấy là cái giá trị mà mình mang lại. Và nhiều khi cái việc mà để cho mình cảm thấy mình cố gắng tiếp tục làm công việc này là mình cần một người thật vỗ vai mình bảo là em hãy tiếp tục đi. Đúng, em đồng ý. Đấy cũng là lý do mà em quyết định The Creator, là em muốn đem đến những cái câu chuyện về những cái nhà sáng tạo nội dung. Em muốn chứng minh là xuất phát điểm, có thể là xuất phát điểm thì em nghĩ là ai cũng sẽ giống ai, tức là những cái thử thách mà chúng ta phải trải qua. Ví dụ như kiểu trước khi tôi bấm cái camera, tôi đã có bao nhiêu cái sự đắn đo và do dự ở trong người này. Hoặc là khi mà tôi quay cái video đầu tiên đấy, tôi phải quay đến 108 suộc khác nhau chỉ để nói xin chào. Thì em cũng đã trải qua những cái tương tự, là
Và không chỉ những cái video đầu tiên mà em muốn qua The Creator cũng đem đến những cái câu chuyện về những nhà sáng tạo nội dung, và để chứng minh rằng về cơ bản cái con đường sáng tạo nội dung nó có thể trở thành một cái công việc ổn định giống những ngành nghề khác, nhưng mà nó có thể là nó sẽ khó hơn để bắt đầu, nó sẽ có một vài cái rào cản để bắt đầu, nó không phải là một con đường như kiểu bê tông xong lát rồi cứ phẳng mà đi, nó sẽ là một con đường như kiểu trèo đèo lội suối một tí. Cái này anh không đồng ý quan điểm em nhé, là bây giờ chết rồi. Camera tắt ở đây. Cái này không đồng ý, có nghĩa là bây giờ để trở thành creator ấy, cái điểm bắt đầu nó không khó. Chính xác là cái điểm bắt đầu để trở thành creator bây giờ ấy, nó là một con đường phẳng phiu dễ dàng. Em nhìn vào số lượng mà được gọi là content creator bây giờ đi, nó là một cái biểu đồ càng ngày càng tăng. Rất nhiều người bây giờ là cái entry barrier nó rất là thấp. Có nghĩa là như thời của anh ấy, thời của anh là để có một cái camera rất khó, rất là đắt tiền. Và để bắt đầu ấy, thậm chí mọi người còn nghĩ rằng để trở thành YouTuber là chỉ dành, công việc chỉ dành cho con nhà giàu. Ai mà có tiền mua camera máy tính để làm tất cả những chuyện này. Còn bây giờ mọi người có thể làm ở trên điện thoại. Và bây giờ để gọi tên content creator, anh không biết là có bao nhiêu người anh phải nhớ trên đời này nữa. Nhưng mà cái mà bây giờ nó khác ấy là cái sự khó khăn đầu vào nó giảm xuống, nhưng mà để tồn tại lâu trong nghề nó khó hơn. Có nghĩa rằng là có để trở thành content creator thì rất dễ, nhưng để trở thành content creator trong bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm, và khán giả của mình là những khán giả bao nhiêu năm ấy, anh thấy khó hơn. Thế nào với anh mới được coi là một content creator? Với anh nhá, lại một tư tưởng khá cực đoan khác. Ôi, ở đây chúng ta hoàn toàn mở rộng vòng tay đón mời những quan điểm cực đoan. Với anh content creator, nó bắt đầu từ chữ create. Nó bắt đầu từ chữ creative. Đấy là một bộ từ là kiến tạo, là sáng tạo, là làm ra một cái gì đấy mới. Nên với anh là creator là bắt đầu từ một cái gì đấy, từ không khí mà tạo ra được một cái gì đấy hay ho. Từ không thành một. Từ không thành Z luôn đấy, trong phải thành một luôn. Và hoặc là từ những cái nguyên liệu rất là thô như nấu ăn, từ củ cà rốt ở dưới đất thành một nồi súp hầm. Nó phải là như thế. Nhưng mà có rất nhiều sự hiểu nhầm về creator bây giờ. Anh thấy bây giờ có những nội dung mọi người làm lại theo nhau cùng một kiểu nội dung, mà anh có thể xem được đến cả 100,000 version khác nhau, nhưng mà cũng được gọi là creator. Thì với anh thì anh không đồng ý với quan điểm đấy. Ngày xưa em thấy là cùng một format nội dung nhá, nhưng mà An Nguy là An Nguy, JV là JV, Huy Me là Huy Me, và Toàn Shinoda là Toàn Shinoda, thì mọi người sẽ có những cái rất là khác nhau. Vậy thì có phải là cái khía cạnh mà anh đang muốn ám chỉ đến, nó là sự gần như là sản xuất đại trà và ồ ạt của nội dung. Đúng. Và nó thiếu đi cái tính cá nhân. Chính xác. Bởi vì bây giờ short content lên ngôi, nội dung ngắn lên ngôi, mọi người sẽ tập trung vào sản lượng rất là nhiều. Có nghĩa là giống như ngày xưa em thấy để làm ra được một cái cốc hay một cái ly, nó là một sản phẩm thủ công. Người ta sẽ phải làm tay từng cái một. Còn sau này công nghiệp hóa, mọi người sản xuất ra 1 triệu cái cốc trong vòng một thời gian rất ngắn. Và anh cảm giác rằng là nội dung ngày xưa cũng thế, những người làm sáng tạo nội dung creator ấy, giống như là các nghệ nhân ấy, mọi người trau chuốt tỉ mỉ, nghĩ rất là nhiều để làm ra nội dung. Còn đến bây giờ short content lên ngôi, nội dung được tạo ra như trong một cái nhà máy sản xuất hàng loạt ấy. Cá nhân anh thì nội dung mà được sản xuất hàng loạt thì nó là sản phẩm, nó không phải là tác phẩm. Nếu mà có thể quay ngược thời gian và có một lời khuyên cho Tino 7 năm trước, trước khi bắt đầu YouTube, mà để có thể khiến tất cả mọi thứ nó dễ hơn chẳng hạn, hoặc là thì anh sẽ nói gì? Anh có nhiều điều để nói nhá. Điều thứ nhất đó chính là hãy dũng cảm lên. Có nghĩa là ngày xưa hồi anh mới làm ấy, anh cũng sẽ bị rất là nhiều cái insecure, rất là nhiều cái sợ sệt. Nhưng mà anh muốn nói với cậu Dino thời mà có 1,000 sub ấy, dũng cảm lên, bởi vì hồi đấy mày chưa có gì để mất cả. Và hãy làm tất cả những cái gì mình thích. Bởi vì Dino ở thời điểm hiện tại ấy, có rất nhiều ý kiến, nhưng mà vì cái hình ảnh hoặc là cái mà mọi người đã kỳ vọng ở mình, nó đã được định hình, nên nhiều khi mình không thể và không dám nói ra những cái mà mình thật sự nghĩ. Cái này anh không phải than phiền đâu, nhưng mà nó là một chuyện em hiểu phải thế.
khi mà em là một đứa trẻ, sinh viên ra trường, em được nói những cái mà mọi người sẵn sàng chấp nhận. Còn khi em lớn lên rồi, em là giám đốc rồi, em là cô giáo, em là thầy giáo rồi, em không sẽ không được nói tất cả những cái đấy, và mình chấp nhận chuyện này, mình không than phiền. Nhưng mà mình chỉ muốn Dino lúc trẻ ngông cuồng hơn đi, mạnh mẽ hơn đi, quyết liệt hơn đi, dám làm những cái mà mình nghĩ, để sau này mình không có một cái sự nuối tiếc rằng là ước gì hồi đấy mình làm cái này, mình làm cái kia. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó chính là anh vẫn sẽ bảo lúc anh trẻ là hãy theo đuổi công việc này đi, bởi vì công việc này đã thay đổi anh rất là nhiều và nó xứng đáng để trở thành một công việc. Và thực tế là anh đã giúp một số bạn để theo đuổi cái công việc này, và công việc này nó là công việc thật. Nó một cái job ấy, nó là một cái công việc mình làm, mình kiếm ra tiền. Còn cái này nó có thể trở thành career, nó có thể trở thành sự nghiệp. Bởi vì là mình ngoài kiếm ra tiền, mang lại giá trị cho chính bản thân mình có thể mang lại giá trị cho xã hội, và thậm chí là mình có thể truyền được cái công việc này cho người khác nữa. Có người sau học, và dần dần nó thành một cái set kỹ năng. Anh muốn là hãy làm đi, hãy tiên phong đi, và sau này sẽ có nhiều người làm theo. Và một trong những cái ước mơ mơ hồ nhất của anh ấy là đến một ngày nào đấy em bảo là anh không còn nổi tiếng nữa, không còn đấy nữa, nhưng mà anh muốn biết đâu lúc đấy anh mở ra được một cái gọi như là Creator University chẳng hạn, để truyền lại cái công việc này cho những bạn khác. Bởi vì nếu mà tất cả mọi người đều làm tự phát ấy thì nó sẽ như bây giờ. Nhưng mà nếu mà có một tập hợp mọi người cùng làm với nhau, cùng bàn bạc với nhau, mình sẽ đưa ra rất là nhiều thứ. Ví dụ như em thấy ngày xưa nhá, trading thương mại nó cũng chỉ bắt đầu từ việc là tôi có con cá, anh có con gà, xong trao đổi với nhau, làm gì có một cái luật lệ gì. Nhưng bây giờ trading thương mại người ta có rất là nhiều luật để đảm bảo rằng thị trường này minh bạch, công bằng, ổn định, sustainable. Đúng. Thì anh nghĩ rằng là cái công việc sáng tạo này cũng sẽ cần phải có những người đưa ra những cái gọi là rules, là luật lệ, hay là code of conduct, là những cái tiêu chuẩn đạo đức trong công việc. Và anh có một cái ước mơ to lớn là anh được góp một phần nhỏ sức của anh ở trong cái công việc đấy. Cảm ơn anh vì chia sẻ, em nghĩ là cực kỳ hay và ấn tượng, và cả về toàn bộ cuộc nói chuyện của mình, mặc dù mình đã phải thậm chí là quay lại cả cái phần mở đầu nhưng mà đến cuối em vẫn có thể cảm nhận được cái nhiệt huyết, cái năng lượng của anh. Và em nghĩ là cái phần chia sẻ vừa rồi cũng đã kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay. Vậy thì các bạn ạ, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì cho The Creator hoặc là anh Dino thì hãy để lại ở phía bên dưới trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì anh Dino, anh có lời gì không? Thực ra thì mình biết rằng là mỗi lần mà đụng đến cái công việc mình đang làm thì nó khá là dài, và hy vọng rằng là mọi người đã có một cái thời gian đủ vui vẻ bên chúng mình. Hy vọng là những cái điều mà mình chia sẻ thì có thể có ích cho mọi người. Như mình đã nói từ trước là mình cần mọi người lợi dụng mình. Còn nếu mà mọi người có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy để ở phía dưới, bởi vì khi sang kênh mới thì anh thấy đọc ý kiến của khán giả kênh mới cũng rất là thú vị. Còn bây giờ có lẽ là tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn sớm thôi. Bye bye.